Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đưa Đề. Trong video chia sẻ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cầu đếm mạng Immutable. Để cầu đếm mạng Immutable thì anh em thao tác như sau. Trước tiên anh em sẽ nạp một lượng tiền BNB vào sàn CoinX. Và yêu cầu là anh em chúng ta cần phải có một lượng phí ETH sẵn ở trong ví nhé. Bởi vì là chúng ta sẽ rút ra và sẽ cầu qua mạng ETH nên phải có ETH làm phí, mình lưu ý luôn cho anh em. Tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào phần trong phần quy đổi này, các bạn bán lượng chúng ta chọn vào phần giao dịch ngay cho nó dễ nhìn. Chúng ta sẽ bán lượng BNB đó ra liquidity. Các bạn thể chọn giá thị trường cho nó nhanh và bên này thì các bạn sẽ mua cho mình IMX. Chúng ta chọn giá thị trường này, mua IMX được chưa? Bây giờ các bạn sang phần tài sản, chúng ta chọn vào tính năng rút tiền và trong đây thì anh em thấy là cái phí rút tiền hiện tại nó là 3,6 IMX. Đây là mức phí rẻ nhất mà các bạn có thể tìm thấy. Ngoài ra ở trên sàn CoinX thì cái mức phí rút ETH cũng rất rẻ, hiện tại là 2,71 đô. Đấy, thì bây giờ mình sẽ rút IMX ra nhé. Các bạn không cần rút nhiều vì mạng này thì nó rất là rẻ thôi. Chúng ta chọn chọn vào toàn bộ này. Anh em thấy là phí đã rút hết một nửa rồi, phí hết 5 đô rồi. Rồi các bạn nhập mã xác minh TOTP. Các bạn xác nhận trên email nữa xong nhé. Các bạn phải vào email, confirm email nữa xong. Rồi sau khoảng 5 đến 10 phút thì cái token Emulate này nó đã được nhả lên ví của chúng ta. Đấy. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cái cầu Layer Swap nha. Các bạn sẽ chuyển, một là các bạn chuyển sang Emulate X hay là Emulate ZK EVM. Đấy. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn muốn sử dụng mạng nào. Đấy. Thì các bạn sẽ kết nối ví chúng ta vào đây này. Đấy. Ở trong bước này thì mình sẽ thực hiện lại cái thao tác kết nối ví nhé. Ta kết nối ví MetaMask chúng ta vào đây này. Rồi dưới đây các bạn sẽ gửi tới địa chỉ ví nào thì ta kết nối ví ở phía dưới này nữa. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào Mark để điền cái số tiền các bạn muốn cầu sang. Các bạn nên xóa cái tập phần đi để tránh cái trường hợp bị lỗi nhé. Rồi ở đây thì các bạn thấy cái phí sẽ là một nhé, một IMX, và các bạn sẽ nhận được là 2,5 IMX nhé. Rồi. Thời gian ước tính dự kiến nó cũng ghi rất rõ đây. Chúng ta vào xin xin from police. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ xác nhận phí đây. Ở đây thì mình đang dùng ví qua một cái ví khác. Các bạn có thể theo dõi cái hash giao dịch nhé. Rồi đã xác nhận một block rồi, các bạn có thể chờ độ khoảng 3 phút sau thì cái số tiền các bạn sẽ được chuyển đến cái chain Ebullet ZK EVM. Các bạn thấy là rất nhanh thì cái số tiền nó đã được ghi có vào trong cái tài khoản của mình. Và đây thì mình xin chia sẻ thêm với anh em một tí nữa. Đó là khi mà anh em mà chúng ta có IMX, ví dụ sau này các bạn có số dư IMX ấy, thì các bạn có thể là swap thêm cái số dư này ra ETH thông qua cái sàn Immutable. Chúng ta swap từ IMX mà sang ETH. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái cầu này. Tiếp theo là các bạn sử dụng cái cầu này. Các bạn chuyển từ chuyển từ ETH. Đấy. Đây là ETH, các bạn có thể chuyển đảo chiều đây. Các bạn có thể chuyển sang mạng Arbitrum. Đấy. Tức là cái chiều kia thì có thể chuyển sang được mạng Arbitrum nhưng chiều ngược lại thì chúng ta không có Emulate ở trên các mạng khác để chúng ta chuyển đến, nên là chỉ có thể chuyển từ từ mạng ETH sang thôi. Đấy. Chỉ có thể chuyển từ mạng ETH sang theo cái chiều kia thôi, vì không có Emulate ở các cái mạng mainnet khác mà chỉ có ở mạng ETH thì mới có Emulate chúng ta chuyển, được chưa? Chính vì thế nên là cái chiều đến thì các bạn hơi tốn phí nhưng mà chiều về ấy, thì nó rất là tiện, nên là anh em chỉ cần chuyển một lần IMX thì lần sau các bạn dùng cho các ví khác thì nó sẽ rất tiện cho anh em, được chưa?
Đấy, thì các bạn có thể dùng email các bạn swap sang ETH, sau đó về sau các bạn muốn chuyển ra rút ra thì các bạn rút sang mã Arbitrum cho nó ra nhé. Đấy là cái mẹo cho anh em. Ok, vừa rồi thì admin đã hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta chuyển cầu ETH đến mạng Emulex ZKEVM. Với mạng Emulex X thì anh em cũng làm tương tự anh em nhé. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.